Chào chào mấy em. Tiết học hôm nay là chương 1. Bắt đầu các em học chương 1 ở chương điện học. Ở lớp 9 thì các em sẽ học lần lượt 3 chương. Chương điện học, chương điện tử học và chương quang học. Thì ở chương điện học thì một số nội dung mà các em đã học kiến thức, một số nội dung kiến thức các em đã học ở lớp 7. Thì phần lớp 9 ta tiếp tục và ta mở rộng thêm. Hôm nay ta sẽ học về chủ đề 1, đó là sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hệ điện thế giữa hai đầu dây dẫn, điện trở của dây dẫn và định luật ôm. Và thứ nhất, muốn nói đến sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hệ thế giữa hai đầu một dây dẫn nào đó, thì nội dung này ở lớp 7 trong phần điện học, khi các em học về cường độ dòng điện, học về hệ điện thế, thì ta cũng nói đến cái sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn. Tính chất là khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng thì cường độ dòng điện qua đèn càng lớn và đèn càng sáng. Ngược lại, khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn giảm, cường độ dòng điện qua đèn giảm và đèn sẽ sáng yếu đi. Ở phần lớp 9 thì không riêng gì bóng đèn, nếu ta có một dây dẫn bất kỳ thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có phụ thuộc vào hiệu điện thế với hai đầu dây dẫn không? Thì ta xem, thứ nhất là về sơ đồ mạch điện. Trong cái mạch điện này, dây dẫn ta đang xét, ta ký hiệu thế này, một ammeter mắc nối tiếp với dây dẫn. Ammeter này sẽ đo cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn. Một phân kế mắc song song với dây dẫn để đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Và mục đích của thí nghiệm này là gì? Là người ta sẽ nói đến cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có phụ thuộc vào hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn hay không. Và nếu có sự phụ thuộc đó thì sự phụ thuộc này có diễn ra theo một quy luật nào hay không? Và ta quan sát cái sơ đồ mạch điện. Ta hãy kể tên và nêu công dụng và cách mắc của từng bộ phận trong sơ đồ. Thì rõ ràng trong sơ đồ này thì gồm có 3 bộ phận chính. Đó là dây dẫn ta đang xét, một ammeter mắc đối tiếp với dây dẫn để đo cường độ dòng điện I qua dây dẫn, một khuôn kế mắc song song với dây dẫn để đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Và ở lớp 7 chúng ta thấy là trên mỗi dụng cụ đo ammeter hoặc là khuôn kế đều có hai chốt, chốt dương và chốt âm. Như vậy, chốt dương của các dụng cụ đo này phải mắc về phía điểm A hay điểm B. Rõ ràng ta thấy để đo cường độ dòng điện hoặc đo hiệu điện thế thì các chốt dương của dụng cụ đo này phải được mắc về phía điểm điểm A. Thì đây là cái phần thực hành, thì ta chú ý về cách mắc sao cho đúng. Đây là cái sơ đồ mạch điện. Ammeter mắc nối tiếp với dây dẫn, vôn kế mắc song song với dây dẫn. Khi ta đóng khóa, ta thấy là kim ammeter hoặc là kim của vôn kế đều chỉ số 0. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi U bằng 0 và I bằng 0. Nếu các em quan sát kỹ sơ đồ này
người ta thấy là giữa hai điểm A và B, người ta chưa đặt một hiệu điện thế khác không, tức là chưa nối vào nguồn điện. Và chưa nối vào nguồn điện có nghĩa là không có dòng điện chạy qua dây dẫn, và hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn bằng không. Như vậy lần đo thứ nhất, khi U bằng không thì Y cũng bằng không. Bây giờ người ta gắn một pin vào hai điểm A và B, tức là giữa hai điểm A và B bây giờ có hiệu điện thế khác không, và cho em thấy lúc này vôn kế đo hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn và nó chỉ giá trị khác không. Như vậy khi mà hiệu điện thế hai đầu dây dẫn bằng 1,5 V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ bằng 0,25 A. Tiếp tục thay đổi số pin trong nguồn điện. Và lúc này pin của vôn kế và mê kế cũng chỉ số khác không. Và như vậy lần đó thứ ba, khi hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn bằng 3 V, cường độ dòng điện qua dây dẫn sẽ bằng 0,5 A. Ở lần đo thứ tư, khi hiệu điện thế bằng 4,5 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn bây giờ là 0,75 A. Và lần đo thứ năm, tiếp tục tăng hiệu điện thế với hai điểm AB thì lúc này vôn kế bây giờ chỉ 6 V và cường độ dòng điện qua dẫn bây giờ bằng 1 A. Như vậy qua 5 lần đo thì ta rút ra được cái nhận xét gì? Như vậy đây là bảng số liệu và ghi lại các kết quả đo qua cái thí nghiệm vừa rồi. Khi hiệu điện thế bằng 1,5 V, cường độ dòng điện bằng 0,25 A. Hiệu điện thế tăng lên 3 V, cường độ dòng điện tăng lên 0,5 A. Hiệu thế tăng đến 4,5 V, cường độ dòng điện tăng đến 0,75 A. Và khi hiệu thế tăng đến 6 V, cường độ dòng điện bằng 1 A. Từ kết quả thí nghiệm này, em mới cho thầy biết khi thay đổi hiệu điện thế với hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn. Nhìn vào cái bảng này, em thấy một cái nhận xét đầu tiên là gì? Là khi hiệu điện thế hai đầu dây dẫn thay đổi thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn cũng thay đổi. Điều thứ hai, khi ta tăng hiệu điện thế lên 2 lần từ 1,5 V tăng đến 3 V thì cường dòng điện qua dây dẫn cũng tăng 2 lần từ 0,25 tăng đến 0,5 A. Hoặc là khi điện thế tăng lên 3 lần hoặc 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn cũng tăng lên 3 lần hoặc 4 lần. Và từ kết quả này em thấy khi tăng hoặc giảm hiệu điện thế với hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó cũng tăng hoặc giảm đi bấy nhiêu lần. Rút ra được cái kết luận thì đây là cái kết luận quan trọng từ thí nghiệm vừa rồi. Thì ta thấy ở lớp 7 thì ta chỉ mới dừng lại ở nhận xét là gì? Là khi hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn thay đổi thì cường độ dòng điện chạy qua đèn cũng thay đổi. Nhưng mà qua thí nghiệm của bài học ngày hôm nay thì nó cụ thể hơn, tức là khi hiệu điện thế hai đầu dây dẫn tăng hoặc giảm đi bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó cũng tăng hoặc giảm đi bấy nhiêu lần. Và tính chất
Kiều định thế tăng hoặc giảm bao nhiêu lần thì y cũng tăng hoặc giảm đi bấy nhiêu lần. Có nghĩa là y tỷ lệ thuận với u. Cừ dòng liền tỷ lệ thuận với hiệu định thế. Và từ đây ta có thể đưa ra được một cái hệ thức là U1 trên U2 bằng Y1 trên Y2. Thì hai đại lượng tỷ lệ thuận. Thì ở lớp 7 các em đã học về đại lượng tỷ lệ thuận. Thì ta thấy cách ghi này. Nếu mà Y tỷ lệ thuận với U thì ta có thể lập được cái tỷ số U1 trên U2. Có nghĩa là lúc đầu, lúc sau. Thì được thấy lúc đầu, lúc sau. Thì tương ứng cường độ dòng điện Y1 lúc đầu và Y2 là cường độ điện quay dẫn lúc sau thì nó phải theo thứ tự U1 ở đây là Y1, U2 ở dưới này là tương ứng là Y2, thì như vậy thì Y và U mới tỷ lệ thuận với nhau. Và trong vật lý thì người ta có thể ký hiệu dùng ký hiệu này. Tỷ lệ thuận thì em ghi vô ngã. Nếu mà y tỷ lệ thuận với u thì ta ghi là y tỷ lệ thuận u. Còn khi nào dùng tỷ lệ nghịch thì lát nữa đây mình sẽ nói đến một yếu tố khác, một cái nội dung khác. Ta lấy một cái ví dụ. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Và nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó bằng bao nhiêu? Như vậy ta có thể tổng tắt 12V là hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lúc đầu, cho nên các em ký hiệu là U1. Và cường độ dòng điện tương ứng là 0,5A. Như vậy là Y1. Rồi lúc sau là hiệu điện thế bằng tăng đến 36V là U2. Thì người ta hỏi mình cường độ dòng điện chạy qua nó bằng bao nhiêu? Bằng Y2. Thì ta có thể áp dụng công thức vừa rồi thì cho các em U1 trên U2 bằng Y1 trên Y2, hay là U2 trên U1 bằng Y2 trên Y1. Thế tại sao thì suy ra cái biểu thức này? Thì ta nhớ khi ta làm bài tập đề bài, người ta hỏi đại lượng nào, người ta hỏi Y2, thì từ cái công thức hồi nãy em đã học là U1 trên U2 bằng Y1 trên Y2, thì các em có thể là đảo ngược lại để mình tìm Y2 cho nó dễ, lật ngược lại hai cái tỷ số này U2 trên U1 thì bên đây là Y2 trên U1. Từ đó em suy ra muốn tìm Y2 thì ta có thể lấy tỷ số U2 trên U1 và ta nhân chéo Y1 lên và kết quả là 1,5A. Như vậy là em đã biết cách áp dụng cái tính chất tỷ lệ thuận của Y và U để ta làm những cái bài toán đơn giản như thế này. Ta tiếp sang một cái nội dung khác. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào cái điện thế. Do Y tỷ lệ thuận với U, và người ta có thể mô tả cái mối quan hệ này bằng một cái đồ thị. Thì nói đến đồ thị thì ta nhắc đến phần toán của em và lớp 7. Ví dụ bây giờ ta có một cái bảng kết quả vừa rồi. Trong thí nghiệm vừa rồi, đây là cái bảng kết quả. Người ta đã tiến hành làm thí nghiệm với một dây dẫn khác. Và cách làm thí nghiệm cũng tương tự, người ta lần lượt thay đổi hiệu định thế ở hai đầu dây dẫn. Người ta đo được cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. Và ta có được cái bảng giá trị này. Thì để biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu định thế bằng một đồ thị thì ta vẽ hai trục tọa độ, trục nằm ngang như bên toán thì các em thường ký hiệu này là trục của x, trục thẳng đứng là trục của y. Thì ở đây ta ký hiệu trục nằm ngang là trục hiệu định thế,
chuột thẳng đứng là chuột cừu nguyền liệt. Và game lần lượt ta chọn tỷ suất tương ứng. Đang chọn tỷ suất tương ứng 1,5, mỗi đơn vị là 1,5, 3 cách 1,5 nha. Và y được mỗi đơn vị là 0,3 này. Và thì ta vẽ đồ thị như thế nào? Lần đó thứ nhất, khi u bằng 0 thì y bằng 0. Lần đó thứ hai, khi u bằng 1,5V, như vậy từ cái điểm 1,5V trên đồ thị này, các em vẽ đường thẳng song song với trục mặt. Và các em vẽ đường thẳng song song với trục tung cho nó cách cái giá trị 0,3. Và giao điểm này ta ký hiệu là điểm B. Như vậy là ta đã biểu diễn giá trị chiều điện thế và cường độ dòng điện ở lần đo thứ nhất, ở lần đo thứ hai trên cái đồ thị. Tương tự 3V, cường độ điện là 0,6A, điểm C 4,5V, Y bằng 0,9A, ký hiệu điểm D, và 6V thì Y bằng 1,2A. Thì sau khi ta biểu diễn được các điểm B, C, D, E thì ta sẽ nối các điểm này lại với nhau. À, thì nó sẽ là một cái đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Thì vậy là xong. Do đó ta có thể kết luận là gì? Là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Ta coi câu C2 trong sách giáo khoa. Dựa vào số liệu ở bảng 1, hãy vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa Y và U, nhận xét đó có phải là đường thẳng đi qua gốc tọa độ hay không. Thì cái bảng 1 là cái kết quả khi mà phần thí nghiệm đầu tiên thì đã cho em xem. Đó, đây là kết quả thí nghiệm mà ta thu được từ cái bảng 1. Thì thầy hướng dẫn em về nhà em vẽ cái đồ thị này nhé. Ở đây thì ta thấy là U là 0, 1,5, 3, 4,5, 6. Như vậy ta chọn mỗi đơn vị là 1,5V. Còn cái trục UI thì ta chọn mỗi đơn vị là 0,25A. Tỷ là 0,25A. Và cách vẽ thì giống như vừa rồi thầy hướng dẫn. Thì kết quả chắc chắn là cái đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của Y và U đối với dây dẫn này cũng là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Trong cái phần vận dụng có câu C3. Dựa vào đồ thị đã cho, ta hãy xác định cường độ dòng điện khi hiệu điện thế là 2,5V và 3,5V. Đây, thì nhìn vào cái đồ thị này em thấy không có giá trị 2,5V hoặc 3,5V trên trục OU. Thì làm sao mình xác định được cường độ dòng điện qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5V là 3,5V? À, thì ở đây người ta chú ý ở câu này người ta yêu cầu các em giải bằng phương pháp đồ thị, tức là ta không được sử dụng công thức. Thì thầy hướng dẫn nha, em để ý, muốn có giá trị 2,5V thì ta sẽ làm như sau. Từ 0 đến 1,5 thì ta chia nhỏ làm 3 phần đều nhau. Như vậy mỗi phần nhỏ là 0,5V. Từ 1,5 đến 3 ta cũng chia làm 3 phần đều nhau, cũng tương ứng mỗi phần nhỏ là 0,5V. Cứ thế. Đấy. Ở trục OI từ 0 đến 0,3 ta cũng chia làm 3 phần nhỏ đều nhau. Như vậy mỗi phần nhỏ là 0,1 ampere.
từ 0,3 đến 0,6 cũng thế, cũng chỉ là 3 phần, từ 0,6 đến 0,9 cũng thế. À, thì sau khi em chia rồi thì em nhìn xem 2,5V nó nằm ở vị trí nào trên trục hoành ở vị trí này, thì em cũng làm tương tự, từ giá trị này em vẽ đường thẳng đứng song song với trục trung, và cái đường này nó cắt đường bưu diễn ở điểm nào đó, thì từ điểm đó em hạ đường vuông góc xuống trục trung, nó sẽ cắt cái trục trung tại một giá trị mà em đã chia. À, ví dụ khi hiệu điện thế là 2,5V thì nếu em vẽ chính xác thì Y tương ứng sẽ là 0,5 A. Đó. Còn nếu hiệu thế là 3,5V tức là khoảng này thì Y tương ứng sẽ là 0,7 A. Ở ý thứ hai, yêu cầu xác định giá trị UI tương ứng với một điểm M bất kỳ trên đồ thị. Có nghĩa là sao? Thì trên cái đường bình diện này, em lấy bất kỳ một điểm nào đó nằm trên đây, ha, bất kỳ điểm nào cũng được. Thì muốn biết là ở điểm này hiệu điện thế và cường liền điện bằng bao nhiêu, thì từ cái điểm mà em lấy bất kỳ đó, các em hạ đường vuông góc xuống trục trung và đường vuông góc xuống trục hoành nha, thì nó sẽ cắt hai trục ở giá trị nào, thì đó chính là giá trị U và Y ta tìm được đó. Như vậy là câu C3 thì ta nhớ là các em sử dụng phương pháp đồ thị để ta xác định U, xác định U khi biết Y, hoặc là xác định Y khi biết U. Ở câu C4 trong sách giáo khoa, một bạn học sinh trong quá trình thí nghiệm trên một địa điểm khác đã bỏ sót không ghi một vài giá trị vào bảng kết quả. Em hãy điền những giá trị thiếu vào bảng, giả sử phép đo của bạn đó sai số không đáng kể. À, thì trong cái bảng này có một số cái ô trống, thì ta phải điền số vào những ô trống này. À, thì đến đây thì em có thể là sử dụng tính chất tỷ lệ thuận để mình tính. À, ví dụ khi U bằng 2V, Y bằng 0,1 A. Như vậy nếu U là 2,5V thì Y bằng mấy A? À, muốn tìm giá trị này thì ta dùng quy tắc nhân chéo chia ngang, như là 0,125 A. Rồi cũng tương tự cách làm đó thì ta cũng xác định được khi U bằng 4V thì Y bằng 0,2 A, và khi U bằng 5V thì Y bằng 0,25 A, và khi U bằng 6V thì Y sẽ bằng 0,3 A. Như vậy ta đã hoàn tất cái nội dung thứ nhất, ta đã nói về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hệ điện thế. Và một kết luận quan trọng ta rút ra từ bài này là gì? Là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hệ điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. Thì ta sẽ tiếp sang cái nội dung thứ hai. Là đây là những bài tập. Bài tập 1.2, bài tập 1.10, sắp bài tập. Thì em về nhà em làm thêm nha. Em đánh dấu và sắp bài tập em làm. Những bài này thì em chỉ sử dụng cái thương số U1 trên Y, U2 bằng Y1 trên Y2. Thì đáp án thì hướng dẫn nhanh về cái bài 1.2. 1,5 A thì đấy là 12V. Cường độ điện tăng thêm 0,5 A thì thế là bao nhiêu? À, như vậy ta suy ra U2. Muốn tìm U2 ta nhân chéo U1 lên. Y2 thì bằng tăng thêm, nghĩa là lấy 1,5 cộng với 0,5. Kết quả là 16V. Cái bài 1.10. Cường độ dòng điện chạy qua cái dẫn là Y1. Khi hiệu điện thế đặt vào vi dẫn hẹn là U1,
Dòng điện đi qua dẫn này có cường độ I2 lớn gấp bao nhiêu lần nếu cái điện thế I2 đầu của nó tăng thêm 14,4 V? Ở đây người ta nói là cường độ I2 lớn gấp bao nhiêu lần. Như vậy ta chỉ cần tìm cái thương số I2 trên I1. Rồi nên thay số vô. U2 sẽ bằng U1 cộng cho 14,4. Vì ở đây người ta nói tiêu điện thế tăng thêm 14,4. Như vậy điện thế lúc sau sẽ là 7,2 cộng cho 14,4. Kết quả thì số này bằng 3. Như vậy ta suy ra được là I2 bằng 3 lần I1. I2 nó lớn gấp 3 lần I1. Thì về nhà thêm trình bày lại. Thì chốt lại cái ý quan trọng. Ý thứ nhất là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. U1 trên U2 bằng I1 trên I2. Ý thứ hai, đồ thị biểu diễn sự phù hợp của Y và U là một đường thẳng đi qua góc tọa độ. Rồi, bây giờ ta tiếp sang cái nội dung thứ hai của bài này. Đó là điện trở dây dẫn định lập vô. Thì các em nhìn vào cái sơ đồ dây dẫn thứ nhất, các em thấy khi người ta đo hiệu điện thế ở hai đầu một dây dẫn nào đó, hiệu điện thế bằng 6 V, cường độ dòng điện bằng 1 A. Lấy một dây dẫn khác cũng đặt hiệu điện thế bằng 6 V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này bằng bao nhiêu ampe? Dây dẫn 1 và dây dẫn 2 là hai dây dẫn khác nhau có thể về vật liệu làm dây dẫn, có thể khác nhau về chiều dài dây dẫn. Như vậy ta tìm hiểu về đặc điểm về các dây dẫn. Điện trở của dây dẫn ta sang phần 2 làm hạ. Hãy xác định thương số U trên Y đối với mỗi dây dẫn. Đây là hai dây dẫn. Dây dẫn thứ nhất và dây dẫn thứ hai. Giả sử dây dẫn thứ nhất, người ta lần lượt người ta đo hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn này, người ta đo được Y tương ứng. Ở dây dẫn thứ hai, người ta cũng đo hiệu điện thế và người ta cũng đo được Y. Và kết quả ta hãy tính thương số U trên Y đối với mỗi dây dẫn. U trên Y em lấy máy tính ra, em thực hiện cái tính nhân và em điền vào bảng 1 và bảng 2 thì kết quả là gì? Ở dây dẫn thứ nhất, tất cả các lần đo và khi ta tính thương số U trên Y kết quả đều bằng nhau và bằng 30. Ở dây dẫn thứ hai kết quả bằng 20. Như vậy từ từ kết quả này ta có thể nhận xét là gì? Là cái thương số U trên Y đối với mỗi dây dẫn có đặc điểm gì? Rõ ràng nhìn vào cái bảng này thì ta có thể đưa ra một cái nhận xét là với mỗi dây dẫn thì thương số U trên Y có giá trị xác định và luôn không đổi. Ở dây dẫn thứ nhất, mặc dù khi làm thí nghiệm người ta có thay đổi hiệu điện thế, người ta thấy rằng là cường độ dòng điện cũng thay đổi, nhưng trong mỗi lần đo người ta luôn thấy rằng thương số U trên Y của dây dẫn thứ nhất luôn luôn không đổi và bằng 30. Tương tự như thế ở dây dẫn thứ hai, thương số U trên Y cũng luôn luôn bằng 20. Rồi. Nhận xét thứ hai, nhận xét giá trị của thương số U trên Y đối với hai dây dẫn khác nhau. Bây giờ ta sẽ nhận xét giữa hai dây dẫn này thì cái thương số U trên Y nó như thế nào? Rõ ràng là gì? Là hai dây dẫn khác nhau thì thương số U trên Y
có giá trị khác nhau. Ở dây dẫn thứ nhất, thương số Ujjayini luôn luôn bằng 30. Dây dẫn thứ hai, thương số Ujjayini bằng 20. Như vậy, với các dây dẫn khác nhau thì thương số Ujjayini là khác nhau. Như nào? Đó. Từ cái nhận xét này, người ta mới đưa ra khái niệm điện trở. Và trong cái kết quả thí nghiệm vừa rồi, ta thấy ở mỗi dây dẫn luôn luôn có một đại lượng có giá trị không đổi đặc trưng cho riêng dây dẫn đó. Ở dây dẫn thứ nhất và dây dẫn thứ hai luôn luôn có một cái thương số Ujjayini là không đổi, và với hai dây dẫn khác nhau thì cái thương số Ujjayini cũng khác nhau. Vì thế người ta mới lấy cái thương số Ujjayini và người ta ký hiệu của thương số này là R, và người ta gọi R bằng Ujjayini là không đổi đối với mỗi dây dẫn, và gọi cái thương số này là điện trở của dây dẫn đó. Như vậy mỗi dây dẫn luôn có một điện trở xác định, và điện trở của dây dẫn này khác với điện trở dây dẫn kia, và điện trở của dây dẫn được xác định bằng công thức R bằng U trên. Thì trong sơ đồ mặt điện, khi ta vẽ hình cái điện trở thì các ký hiệu, một trong hai ký hiệu này, thì thường người ta sử dụng cái ký hiệu này là ký hiệu cái hình chữ nhật đó, để em dễ vẽ hơn. Về đơn vị thì đơn vị của điện trở, vì điện trở là một cái đại lượng vật lý nên nó cũng có đơn vị. Người ta lấy tên nhà vật lý người Đức ôm, sóc ôm, và người ta lấy đơn vị là ôm, ký hiệu một ôm sẽ bằng 1 V trên ampere. Nếu điện trở có giá trị lớn thì người ta dùng ký lô ôm hoặc mega ôm. 1 mega ôm là 1.000 kilo ôm bằng 1.000.000 ôm. Về ý nghĩa của điện trở, điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. Điện trở, trở là cản trở, nó đặc trưng, điện trở đặc trưng cho cái tính cản trở dòng điện. Dây dẫn nào có điện trở càng lớn thì nó có tính cản trở dòng điện càng mạnh. Đó là ý nghĩa. Ta nhận xét. Thì như vậy ở bài trước ta rút ra được kết luận là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn, tức là Y tỷ lệ thuận với U. Và ta nhớ trong thí nghiệm ở bài trước thì ta giữ nguyên điện trở. Trong thí nghiệm các lần đo người ta giữ nguyên điện trở nhưng mà người ta thay đổi hiệu điện thế nha. Thì ta rút ra được là Y tỷ lệ thuận với U. Và trong cái thí nghiệm vừa rồi là nếu ta lấy hai dây dẫn khác nhau thì dây thứ nhất thương số Ujjayini bằng 30, có nghĩa là điện trở của dây dẫn thứ nhất bằng 30 ohm. Dây thứ hai điện trở bằng 20 ohm. Thì trong cái bảng, hai cái bảng vừa rồi thì lấy một cái giá trị là khi đặt một hiệu điện thế 6 V vào hai đầu dây dẫn thứ nhất thì cường dòng điện bằng 0,2 A và Ujjayini thì bằng 30. Ở dây dẫn thứ hai cũng đặt hiệu điện thế 6 V nhưng mà cường dòng điện là 0,3 A và thương số Ujjayini bằng 20. Thì bây giờ ta mới nhận xét này. Như vậy đối với hai dây dẫn này với cùng một hiệu điện thế đều bằng 6 V nhưng mà cường dòng điện qua dây thứ nhất là 0,2 A, qua dây thứ hai là 0,3 A. Như vậy ta nhận xét về những con số này, ta thấy I2 bằng 0,3 A, I1 là 0,2 A. Như vậy I2 gấp 1,5 lần I1, lớn hơn I1. Rồi ta thấy R1 bằng 30, R2 bằng 20 ohm. Như vậy R1 gấp 1,5 lần R2.
người ta có cái nhận xét như thế này: nếu R1 lớn gấp 1,5 lần R2 thì Y2 lại lớn gấp 1,5 lần Y1. Và điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng là Y tỷ lệ nghịch với R. Đó. Như vậy khi mà ta nói tỷ lệ nghịch thì ta ghi là Y tỷ lệ, thì ta vẫn dùng cái ký hiệu dấu ngã này. Nhưng mà nếu Y tỷ lệ nghịch với R thì ta dùng số nghịch đảo của R, tức là 1 phần R. Thì em nhớ hai cách ghi: Y tỷ lệ thuận với U, Y dấu ngã U. Còn Y tỷ lệ nghịch với R, Y dấu ngã 1 phần R. Thì qua nhiều thí nghiệm, nhà vật lý người Đức Sopo đã rút ra được hai kết luận quan trọng. Kết luận thứ nhất, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hệ điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn, đây là R thì không đổi, và cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn còn tỷ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn với U không đổi. Thì qua hai cái kết luận này ta thấy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không những phụ thuộc vào hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn mà còn phụ thuộc vào điện trở của dây dẫn. Mối quan hệ giữa Y, U và R được biểu diễn, được mô tả bằng một định luật vật lý quan trọng, đó là định luật Ohm. Hệ thức của định luật Y bằng U chia R, trong đó U là hiệu điện thế hai đầu dây dẫn, đơn vị là vôn, Y là cường độ dòng điện qua dây dẫn, đơn vị là ampere, và R là điện trở, đơn vị là ohm. À, thì đây là cái công thức mô tả, công thức biểu diễn định luật. À, so với cái công thức R bằng U trên Y mà ta vừa xét, thì hai công thức Y bằng U chia R và R bằng U trên Y, mặc dù về mặt toán học nó không khác nhau, nhưng về ý nghĩa vật lý nó có khác nhau. Công thức R bằng U trên Y là công thức dùng để xác định điện trở R nếu ta biết U và nếu ta biết Y. Còn công thức Y bằng U chia R là công thức tổng quát. Nếu hiệu điện thế, nếu trong thí nghiệm mà điện trở dây dẫn không thay đổi, ta thấy U nó nằm ở tử số, thì Y nó tỷ lệ thuận với U. Đó là kết luận của cái phần 1 đáp án em đã học. Và trường thứ hai, nếu trong thí nghiệm U giữ nguyên, U không đổi và điện trở R nó khác nhau, thì lúc này là Y tỷ lệ nghịch với R như vừa rồi thầy đã nói. À, cho nên là qua công thức này mình thấy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây. Đây là công thức chính. À, từ công thức này các em có thể suy ra R bằng U nhân chia Y hoặc là U bằng Y nhân R. Còn công thức R bằng U trên Y là chỉ dùng để tính điện trở của dây dẫn thôi. Em phải học thuộc lòng công thức, và đã thuộc công thức thì phải viết đúng công thức của định luật. Học nội dung định luật thì phải biết được công thức mô tả định luật. Ngược lại, biết được công thức mô tả định luật thì phải phát biểu được nội dung định luật. Thì đây là tiểu sử nhà vật lý học người Đức, thì các em có thể xem thêm trong sách giáo khoa. Sopo có nhiều cái định luật quan trọng về điện. Đây chỉ là một cái định luật cơ bản. Sau này lên lớp 11 thì các em sẽ tiếp tục học định luật Ohm với những cái nội dung tổng quát hơn. Và người ta lấy tên ông để làm đặt tên cho tên của định luật, đặt tên cho đơn vị, tên đơn vị của điện trở: vôn, ampere, ohm.
đều là đơn vị từ tên của những nhà bác học. À, ta sang phần 3, vận dụng. Ở câu C3, một bóng đèn được thắp sáng có điện trở 12 ô. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5 ampe. Tính hiệu điện thế như hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó. À, thì câu C3 này khá đơn giản. À, ta đã có điện trở, ta đã có cường độ dòng điện, như vậy ta tính được hiệu điện thế. Thì ta áp dụng công thức U Y bằng U chia R, ta suy ra U bằng Y nhân R. Ở đây là ta dùng công thức chính là ta suy ra U. Và nếu mà em nào thuộc thuộc được U bằng Y nhân R thì các em suy thẳng công thức ra luôn. Viết thẳng công thức ra luôn. Rồi các em thay số. Rồi ta rút ra kết luận. Hiệu điện thế hai đầu dẫn dây tắt đèn là 6 vô. Thì khi trình bày, có thể là các em ghi lời giải là hiệu điện thế giữa hai đầu dây tắt bóng đèn là U bằng Y nhân R, rồi ta thay số. À, thì câu này đơn giản nha. Ta qua câu C4. Đặt cùng một cái điện thế vào hai đầu dây dẫn có điện trở R1 và R2. Biết R2 bằng 3R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần? Thì cái câu này ta không thể tính được vì người ta không cho số. Nhưng mà từ cái điều kiện này ta phải so sánh được là I1 và I2 cường độ nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần. Thì cái câu này ta thấy là nó có hai dây dẫn R1 và R2. Với R2 gấp 3 lần R1. Rồi người ta còn nói thêm là đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu dây dẫn có nghĩa là sao? Có nghĩa là U1 và U2 bằng nhau và ta gọi là bằng U. R2 bằng 3 nhân R1. Ta so sánh I1 và I2. Thì đây là một cái dạng bài tập chứng minh, bài tập so sánh em sẽ thường gặp trong cái bài tập của lớp 9. À, vì thế là em cũng chú ý để mà mình nhớ cái cách trình bày. Đối với đoạn mạch, đối với việc áp dụng từ đợt ô, thì ở đây nếu có hai điện trở R1 và R2 thì ta cứ áp dụng từ đợt ô cho hai điện trở theo nguyên tắc. À, nếu là I1 thì tương ứng là U1 R1. Nếu mà điện trở R2 là I2 thì tương ứng là U2 R2. Như vậy ta áp dụng từ đợt ô cho R1 R2. Với R1 thì ta thêm cái chỉ số I1. Ở đây đáng lý ra là U1 chia R1. Thì tại sao chỉ ghi là U chia R1? Thì các em nhìn đây. Vì U1 bằng U2. Đặt cùng một hiệu điện thế, tức là U1 bằng U2 bằng U. Thì ta ký hiệu luôn là U. Tương tự, I2 bằng U chia R2. Rồi. Từ đó ta suy ra U thì bằng I1 nhân R1. Tương tự U bằng I2 R2. Như vậy ta được hai cái hệ thức. Thì hai cái hệ thức này ta thành nhận xét là vế trái đều là U. Như vậy là ta cho hai cái vế phải này bằng nhau. Rồi. Sau khi ta cho hai vế phải bằng nhau rồi thì em mới thay thế cái điều kiện R2 bằng 3R1. Số hạng nào ta thay được ta thay, còn lại thì ta giữ nguyên. À, như vậy cái vế trái ta giữ nguyên, còn cái vế phải này ta thay R2 bằng 3R1 vào đây. Thì hai cái vế này ta nhận xét là nó giống số hạng R1. Như vậy ta có thể rút gọn được. Như vậy ta chứng minh được I1 bằng 3I2. Và ta kết luận. À, cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 lớn gấp 3 lần cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2. À, thì câu C4 này là ta tập áp dụng vận dụng định luật ô đối với hai điện trở khác nhau. Thì ta sẽ so sánh được cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây dẫn cũng khác nhau.
Trong sách giáo khoa có một cái nội dung người ta bổ sung thêm kiến thức cho em, đó là có thể chưa biết. Thì trong thí nghiệm vừa rồi, ở cái bài học vừa rồi em nhận xét, người ta bỏ qua các sai số. Có nghĩa là gì? Là trong lúc làm thí nghiệm, nhiệt độ dây dẫn được xem như là không đổi, nhưng mà thực tế cường độ dòng điện qua dây dẫn này nó sẽ tăng lên khi nhiệt độ dây dẫn cũng tăng lên. Tại vì các em thấy dòng điện nó gây ra tác dụng nhiệt đó. Người ta xác định được khi nhiệt độ tăng thì điện trở dây dẫn cũng tăng, do đó khi điện thế giới 2 độ bóng đèn tăng thì cường dòng điện qua đèn cũng tăng, nhưng tăng không tỷ lệ thuận, tức là không theo được ohm. Thì lúc này đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của Y và U đối với bóng đèn không phải là một cái đường thẳng, nó là một cái đường gãy khúc nha. Phần dặn dò của thầy là về nhà em học kỹ và nắm vững nội dung từ con, từ việc phát biểu, viết đúng công thức, suy ra được các công thức liên quan, rồi hiểu được tên gọi các đại lượng, đơn vị trong công thức. Em làm bài tập trong sách bài tập vật lý và làm bài tập trong phần lớp học kết nối thầy sẽ giao, và em chuẩn bị trước, tức là xem trước bài số 5, bài đoạn mạch đối tiếp, tiếp tục chủ đề 1 về định luật ôm. Đến đây là kết thúc. Thầy chào các em.